Ngày 8 tháng 8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 210 triệu đồng đối với 21 người, 10 triệu đồng một người vì tụ tập tổ chức ăn nhậu giữa lúc đang giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, vào giữa tháng 7, bà TTX, ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, đăng lên Facebook cá nhân nhiều hình ảnh một nhóm người tụ tập ăn nhậu trong một cánh rừng tại địa phương và ghi nội dung tình hình dịch bệnh quá nên phải trốn vào rừng. Nắm bắt được thông tin, lực lượng chức năng xã Mỹ Quý Tây đã xuống cánh rừng kiểm tra thì phát hiện 21 nam nữ đang tụ tập ăn nhậu nên lập biên bản vụ việc. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm và trình bày do đang giãn cách xã hội nên cả nhóm mới nghĩ ra cách rủ nhau vào rừng tổ chức tiệc. Sau khi xã Mỹ Quý Tây chuyển vụ việc về Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ, 21 đối tượng bị phạt hành chính về vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo CDC Long An, địa phương này đã ghi nhận từ đầu mùa dịch đến nay có hơn 10.116 ca mắc COVID-19, trong đó 9.391 ca mắc đã có mã số, 709 ca chưa có mã số, 16 ca nhập cảnh và đã có 106 ca tử vong. Trước đó, ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người với tổng số tiền là 90 triệu đồng. Vào khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 7, 6 người nhậu tại nhà ông Lê Ngọc Hưng ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc. Đúng thời điểm này, tổ tuần tra công an xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất tiến hành kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 trên địa bàn thì phát hiện sự việc. Ngay sau đó, công an đã lập biên bản và chuyển Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất ra quyết định xử phạt. Tính tới thời điểm trên, huyện Thống Nhất đã phát hiện 220 ca mắc COVID-19 và đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện đã ra quyết định xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm các lỗi, không đeo khẩu trang, ra đường không lý do cần thiết, không khai báo y tế, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Cũng trong ngày 4 tháng 8, một lãnh đạo tỉnh Bình Định xác nhận, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Văn Dũng và Cục Phó Cục Thuế tỉnh Bình Định Nguyễn Công Thành đã trở thành F1 trong lúc chơi golf tại sân golf của FLC Quy Nhơn thuộc xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn. Trước đó, ngày 3 tháng 8, chị TTQ, nhân viên sân golf của FLC Quy Nhơn được xác định dương tính SARS-CoV-2. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy có 4 người tiếp xúc gần với chị TTQ. Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định đã ra quyết định cách ly tập trung đối với 4 người trên sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Được biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 1 tháng 8. Trong đó có quy định không tụ tập 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.